Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện dù đã xảy ra rất lâu, nhưng mỗi khi nghĩ đến, ai cũng phải rùng mình khiếp sợ vì độ tàn bạo của kẻ thù ác. Việc một nữ sinh Trung Quốc phải chịu một cái chết oan ức trên đất khách thật đau lòng, và cuộc tìm kiếm công lý đầy bi phẫn của gia đình nạn nhân sẽ như thế nào? Thông tin chi tiết ra sao? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 9 tháng 6 năm 2017, Zhang Jingjing đang nhấp nhổm trước trạm chờ vì lỡ xe buýt thì được một người mời lên xe nói sẽ giúp chở tới nơi cần đến cho kịp giờ. Cô không bao giờ ngờ đó lại là tiếng gọi của ác quỷ. Chỉ ít phút sau, Jingjing đã thành nạn nhân của một vụ bắt cóc, cưỡng hiếp và sát hại tàn nhẫn nhất thế kỷ. Kẻ ác xẻ thi thể của cô, chia ra nhét vào nhiều túi rác. 3 ngày sau, tất cả bị xe chở rác đưa vào bãi đổ, nghiền nát dưới máy nén, rồi tiếp tục đổ vào các đợt rác khác lên. Zhang Jingjing, ngày 21 tháng 12 năm 1990, đến ngày 9 tháng 6 năm 2017, khai sinh tại Nam Bình, Phúc Kiến, Trung Quốc. Năm 2013, cô tốt nghiệp Đại học Tôn Trung Sơn, nổi tiếng là người có điểm số cao nhất khoa. Sau khi ra trường, Jingjing thi lên cao học ở Đại học Bắc Kinh. Năm 2016, cô lấy bằng thạc sĩ, trở thành giảng viên thỉnh giảng, làm việc tại Học viện Khoa học Trung Quốc. Tháng 4 năm 2017, Jingjing được học viện cử đến Mỹ tham gia chương trình nghiên cứu về quang hợp và năng suất cây trồng ở trường Đại học Illinois. Cô dự định sẽ kết hôn vào tháng 10 năm 2017, sau đó tiếp tục học lên lấy bằng thạc sĩ. Tại Mỹ, Jingjing tạm trú trong ký túc xá của trường Đại học Illinois. Vào chiều ngày 9 tháng 6 năm 2017, cô tìm được căn hộ cho thuê bên ngoài, quyết định tới ký hợp đồng. Trước khi đi, Jingjing gửi tin nhắn cho chủ hộ, báo sẽ tới nơi vào lúc 2 giờ 10 phút. Cô lên xe buýt Champion Urbana, Mass Transit District vào lúc 1 giờ 52 phút. Để đi tới nơi hẹn, Jingjing đã bắt lấy 2 chuyến xe buýt đang lỡ đứng nhầm bên. CUNTD có quy định không cho phép người lên xe ở bên trái đường, tránh phiền hà giao thông và nguy cơ bị tai nạn. Jingjing buộc phải đi bộ đến trạm kế tiếp. Đúng 2 giờ chiều, có một chiếc Saturn Altra đi ngang qua chỗ của Jingjing, đứng chờ rồi lùi lại. Jingjing tiến tới gần cửa xe, nói chuyện với tài xế và bước vào trong. 2 giờ 38 phút chiều, chủ hộ cho thuê vẫn chưa thấy Jingjing xuất hiện. Họ nhắn tin nhắc cô nhưng không nhận được trả lời. Tôi đến bạn bè của Jingjing lo lắng tìm kiếm. 9 giờ 24 phút tối, một phó giáo sư không đợi thêm được nữa. Gọi điện báo cảnh sát. Nhận được cuộc gọi, Sở Cảnh sát Illinois và Sở Cảnh sát Urbana lập tức phối hợp với FBI, mở cuộc điều tra. Họ treo thưởng $10,000 cho bất cứ ai xác định được vị trí của cô, huy động được một lực lượng lớn sinh viên tham gia hỗ trợ. Ngày 17 tháng 6 năm 2017, cha của Jingjing và vị hôn phu của cô đã tới Mỹ. Họ trình diện trước Ủy ban thành phố Champaign, Illinois, yêu cầu mở rộng cuộc tìm kiếm. Phòng ngăn chặn tội phạm trạm Champaign vào cuộc, nâng mức giá treo thưởng lên $40,000, cao nhất trong lịch sử tìm kiếm người mất tích. Ngày 14 tháng 7, họ tiếp tục tăng mức thưởng lên $50,000. Ngày 19 tháng 8 năm 2017, mẹ và em trai của Jingjing cũng tới Mỹ. Cả gia đình theo dõi sát sao diễn tiến của vụ điều tra. Họ ôm hy vọng Jingjing chỉ đang đi lạc ở đâu đó. Nếu có mệnh hệ gì, linh hồn con bé đã đến báo mộng với tôi. Mẹ Jingjing quả quyết. Tôi không hề nằm mơ thấy nó, nên chắc chắn con bé vẫn còn sống. Ngay khi vào cuộc, các nhà điều tra đã khoanh vùng phạm vi tình nghi, thu thập toàn bộ dữ liệu camera an ninh. Họ xác định được nơi trốn và thời gian Jingjing mất tích, nhưng không lấy được biển số xe vì chất lượng hình ảnh quá mờ. Trong Champaign có tổng cộng 18 chiếc Saturn Altras được đăng ký sở hữu. Một trong 18 chủ sở hữu này là tiến sĩ Brent Allen, Kristen Chance, 30 tháng 6 năm 1989, cựu sinh viên Đại học Illinois. Kristen Chance có lý lịch cực kỳ sạch sẽ và đáng nể. Anh ta tốt nghiệp cử nhân năm 2013, kết hôn rồi liên thông lên cao học, lấy bằng thạc sĩ, sau đó là tiến sĩ.
Những năm tháng đi học, anh ta không từng bị kỷ luật lần nào. Ngày 12 tháng 6 năm 2017, sau vụ bắt cóc chỉ 3 ngày, Christensen bị mời thẩm vấn và kiểm tra xe. Anh ta khai không nhớ đang làm gì trong khoảng thời gian Trinh Trinh bị bắt cóc. So sánh chiếc xe trong video gây án và chiếc xe của Christensen cho thấy sự tương đồng lớn. Ngày 15 tháng 6, FBI thu giữ chiếc xe của Christensen, tiếp tục tiến hành thẩm vấn. Christensen thừa nhận có một người phụ nữ châu Á đi nhờ xe nhưng đã để cô ấy xuống an toàn. Mặc dù có vợ, Christensen ngoại tình với một cô gái. FBI cố ý tiếp cận cô gái này, nhờ vả và bí mật gắn thiết bị nghe lén lên người của Christensen. Bạn gái của Christensen đồng ý vì tin tưởng việc này sẽ minh oan cho anh ta. Ngày 29 tháng 6, trong lúc tham gia buổi đi bộ tưởng nhớ Trinh Trinh với bạn gái, Christensen bất ngờ tuyên bố mình là người đã bắt cóc cô. Anh ta còn khoe khoang là kẻ giết người hàng loạt và Trinh Trinh chỉ là nạn nhân số 13. Ngày 30 tháng 9 năm 2017, Champion bắt giữ Christensen vì tội bắt cóc. Tuy nhiên, ngoại trừ Trinh Trinh, các nhà điều tra không tìm thấy bất cứ nạn nhân nào khác. Họ nghi ngờ Trinh Trinh chỉ là kẻ giả danh tội phạm. Ngày 5 tháng 7, Champion mở phiên xét xử đầu tiên. Christensen được luật sư biện hộ hết lời bênh vực, đòi tại ngoại. Ngày 12 tháng 7, Christensen chính thức bị kết tội bắt cóc. Hắn kháng án khiến vụ xét xử bị dời lại đến ngày 20 tháng 7. Kể từ lúc này cho đến tận tháng 6 năm 2019, việc xét xử Christensen không đi đến kết luận cuối cùng. Mỗi lần có phiên tòa, người nhà của Trinh Trinh lại phải bay từ Trung Quốc qua tham dự. Trong khi đó, tung tích Trinh Trinh vẫn bặt tăm. Mãi tới ngày 26 tháng 6 năm 2019, Christensen mới thừa nhận đã bắt cóc và giết Trinh Trinh tại căn hộ tư. Hắn bóc cổ, cưỡng hiếp và đâm cô trong phòng ngủ, sau đó lôi cô vào nhà tắm, đánh đập bằng gậy bóng chày đến tử vong. Chặt đầu, chia xác thành nhiều mảnh. Các mảnh thi thể của Trinh Trinh bị hắn nhét vào 3 túi rác, vứt vào các thùng rác bên ngoài căn hộ. 3 ngày sau, chúng bị xe chở rác, hốt vào bãi đổ, xử lý như các loại rác khác. Đó là nén, ép nát, rồi giải đều xuống hố rộng 50 thước Anh. Trải qua thời gian, các mảnh vụn thi thể còn lại bị vùi lấp dưới gần 10 mét rác, không cách nào thu hồi. Christensen bị kết án tù chung thân không ân xá. Hắn đã phải trả giá cho tội ác của mình. Nhưng nỗi đau đớn uất hận của gia đình Trinh Trinh thì không cách nào biến mất. Trong khi đó, bố mẹ của nạn nhân Trinh Trinh lặn lội từ Trung Quốc sang tham dự phiên xử, đã cầu xin bị cáo nói cho họ biết đã giấu thi thể của con gái ở đâu để gia đình có thể đưa về quê nhà an táng. Người bố Jang Rong Gao nói rằng, nếu anh còn chút nhân tính nào, xin hãy kết thúc sự chịu đựng của chúng tôi. Xin hãy cho chúng tôi được đưa Trinh Trinh trở về nhà. Mẹ của nữ nghiên cứu sinh xấu hổ, bà Li Fang Jie cũng có những tiết lộ đau đớn. Jie cho biết, gia đình suốt hơn 2 năm qua đã gục ngã vì sự ra đi đột ngột của con gái. Người mẹ kể rằng cô con gái 26 tuổi luôn ấp ủ ước mơ học cao hiểu rộng, trở thành một giảng viên tài giỏi nhằm giúp đỡ bố mẹ già yếu. Xuất thân trong gia đình lao động, làm sao tôi có thể tiếp tục sống nếu thiếu con bé? Tôi thật sự chẳng còn thiết tha gì nữa. Bà Jie bày tỏ, được biết Trinh Trinh bị sát hại khi chỉ còn vài tháng nữa là hoàn thành khóa nghiên cứu ở Mỹ và về quê nhà làm đám cưới. Mẹ nạn nhân chia sẻ, con gái tôi còn chưa mặc thử áo cưới. Tôi thật sự rất muốn được làm bà ngoại. Ở một diễn biến khác của phiên xử, bố mẹ của bị cáo Christensen cũng ra làm chứng và xin tòa giảm nhẹ mức án cho con mình. Người bố Michael Christensen nói ông vô cùng đau khổ khi hình dung về những việc con trai đã làm. Những lời này khiến bị cáo rơi nước mắt, dù y rất hiếm khi thể hiện cảm xúc trong suốt phiên xét xử. Bị cáo Brent Christensen sinh ra và lớn lên ở bang Wisconsin, Mỹ. Y bắt đầu nghiên cứu tại Đại học Illinois theo chương trình tài năng dành cho bậc tiến sĩ vào năm 2013. Tuy nhiên, dù đạt được nhiều thành tích về mặt học thuật, nhưng Christensen đã mắc phải các bệnh tâm thần suốt nhiều năm liền. Theo lời luật sư bào chữa khẳng định, luật sư cũng cho biết Christensen đã ám ảnh về việc giết người trước khi gây án. Điều diễn ra tiếp theo là một cuộc chiến giữa Christensen với những bóng đen tội ác trong đầu anh ta, và dần dần anh ta đã thua cuộc. Dù phiên tòa kết thúc, nhưng luật sư John Mihasher cho biết giới điều tra sẽ tiếp tục tìm kiếm thi thể của Zhang Jingjing để an ủi gia đình người đã khuất.
Bố mẹ của nữ nghiên cứu sinh cũng thể hiện quyết tâm tương tự. Suốt 2 năm qua cả nhà đều nhớ Trinh Trinh nhiều lắm. Giờ đây nguyện ước của chúng tôi vẫn chỉ là đưa con gái trở về nhà và chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, gia đình nạn nhân chia sẻ. Thưa quý vị và các bạn, dù đã mất đi đứa con gái yêu quý nhất của mình, nhưng sâu thẳm bên trong những người làm cha làm mẹ là ước nguyện cuối cùng được tìm thấy thi thể và đưa xác của con gái trở về quê hương. Thật đau lòng hơn cả là số phận của cô nữ sinh trẻ giỏi giang, đầy ước mơ và hoài bão thì đã phải kết thúc một cách đau đớn như vậy. Đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn like, subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại.